Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về chú lợn đang đeo nơ. Và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ sử dụng cây bút chì màu màu vàng hồng này để tô màu cho cái chú lợn của chúng ta nhé. Thêm một chút màu xanh lá cho những cái nó lá là trên những cái quả này. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho cái nơ trên cổ chú heo nhé. Tranh về một đỏ hoa quả này đã được mình tô màu và màu đẹp xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video sơ tô màu. Tiếp theo mình sẽ tô màu nâu cho cái chân của chú lợn này nhé.
bạn đã đến với chuyên mục tô màu trang trí bức tranh trên YouTube của mình. Hãy cùng mình tô màu và trang trí cho bức tranh về ngôi nhà mình nha các bạn. Rất là đẹp này. Và mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu của mình tô màu và trang trí cho bức tranh này nhé. Video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.